Trong thế giới của Ryuki, mỗi người sẽ liên kết với một quái vật gương để có sức mạnh của chúng, và cùng với đó là sự thay đổi về tấm card deck như chúng ta đã chứng kiến của Color Ryuki. Nó sẽ chuyển hóa màu sắc cũng như có được những hình dạng biểu tượng liên quan tới Macro Monster mà họ ký khế ước, và chúng cũng sẽ ban cho họ những đặc trưng về vũ khí, chiêu tất sát và triệu gọi lên chúng để tấn công. Và điều đặc biệt hơn cả, Rider sẽ có những lá bài chủ chốt của họ để lật ngược thế cờ. Do là những lá bài đặc biệt nên chỉ có một số rider có được những lá bài này, và những rider không có những lá bài đặc biệt then chốt đó, mình sẽ đánh giá tổng quan về bộ bài của họ, xem ai là người có con át chủ bài trong thế giới của những Advent card nào.